lý do thực sự mà họ muốn rời đi. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên, có lẽ thông điệp sẽ phù hợp và dành cho bạn. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở và tích cực nhất. Và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và sau đây là trải bài của các bạn. Và trong trải bài, các bạn có những lá bài sau đây. Các bạn có lá bài Nine of Swords, Hiệp Sĩ Kiếm. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Ace of Cups, Tám Ly. Và lá bài thứ ba, các bạn có lá bài The Hermit. Và lá bài thứ tư, các bạn có lá bài The Empress. Và lá bài thứ năm, các bạn có lá bài Six of Wands, Sáu Gậy. Lá bài đầu tiên, cái điều gì mà khiến cho họ rời bỏ bạn đến với người thứ ba là gì? Thì lá bài Nine of Swords, Hiệp Sĩ Kiếm sẽ trả lời điều này. Và người này mang năng lượng của tuổi trẻ, một năng lượng rất sợ vướng mắc phải chịu trách nhiệm. Chính những cái trải nghiệm đã kiềm chế họ rất là nhiều. Và người này họ muốn đi ra khỏi những cái khó khăn, những cản trở trách nhiệm đó. Do đó đôi khi họ rất là hoang dã, háo thắng, thậm chí là họ rất là cùng tính và không nhận ra bất cứ giới hạn nào mà họ có thể muốn vượt qua. Họ luôn luôn muốn tìm đến cái mới, thoát khỏi những cái gì đó đã kiềm chế họ. Họ hướng đến tự do rất là nhiều. Bản thân của người này họ rất là háo thắng, có sự ngây thơ trong đó luôn. Họ biết là có thể họ tiến tới mối quan hệ mới, chắc chắn là họ sẽ có thể thất bại, trong đó có nỗi sợ luôn. Nhưng mà bởi vì tính háo thắng, họ muốn tiến tới, muốn tìm cái gì đó khác hẳn luôn. Mặc dù họ biết đó, họ phải đối mặt với những khó khăn rất là lớn trong cuộc sống, nhưng mà họ vẫn kiên quyết bỏ đi và tìm đến người mới. Và có dấu hiệu trước kia các bạn quen với người này á, các bạn thường xuyên bắt họ phải làm cái này làm cái kia. Bản thân cái người này họ không thích bị ra lệnh bởi người khác và từ chối tất cả những cái mà điều khiển hay là yêu cầu của từ bạn. Do đó để cho cái người này tỏ sáng á, họ cần phải được một mình, họ làm những điều gì mà họ muốn làm. Bản thân cái người này họ có tài năng rất là giỏi, nhưng mà bởi vì cái khuyết điểm của họ chính là ích kỷ quá. Do đó cái mối quan hệ mà khi xảy ra bất hòa, họ sẵn sàng đứng vì cái phía lợi ích của họ mà bỏ đi. Mặc dù họ biết những cái nảy sinh thật sự không có lớn, nhưng mà họ bởi vì tính chất của họ rất là ương ngạnh, do đó họ muốn họ đúng. Những chuyện nhỏ họ đánh mất đi một mối quan hệ mà cả hai bạn đã rất là vất vả để tạo dựng nên. Và chính bởi vì cái người này mang một cái năng lượng rất là không có cảm xúc, do đó nó khiến bạn buồn trong suốt cái thời gian hai bạn quen nhau. Nhưng mà không phải họ muốn vậy đâu các bạn, bởi vì cách sống của họ, họ muốn một cái gì đó rất là hờ ơ với chính người khác, bởi vì họ trẻ con còn rất là trẻ. Do đó họ không có chịu được áp lực và sự nóng tính và hiếu thắng chính là cái nguyên nhân gây ra hầu hết cái sự thất bại trong tiền tình cảm của cả hai. Và người này để cái lý trí điều khiển con tim rất nhiều, họ không có thể hiện tình cảm, do đó họ gây ra tổn thương cho bạn rất là nhiều. Cái điều này khiến cho bạn chán nản mỗi khi có thể sinh mâu thuẫn và cãi vã, mối quan hệ đi đến tan vỡ và điều hiển nhiên. Bởi vì cái người này họ cần học cái bài học phát triển bản thân, học kiềm chế cảm xúc, học ít bớt ích kỷ lại, biết yêu thương nhiều hơn, biết cho đi nhiều hơn và thể hiện ra cái sự tình cảm thật sự mà họ nghĩ họ có yêu bạn đó. Nhưng bởi vì họ rất là lý trí, do đó họ kiềm chế lại cái năng lượng đó, không muốn trao đi cho bạn. Họ tìm đến một cái gì đó dễ dàng hơn, một cái gì đó dễ dàng hơn đối với họ, một cái người y chiều chuộng, một cái người đem sự thoải mái, một cái người lúc nào cũng ngon ngọt. Ngoài bạn ra, bạn không có được điều đó, do họ phải ra đi là điều tất nhiên. Lá bài thứ hai sẽ đại diện cho cái điều mà họ muốn ở tình cảm mà họ đi đang tìm kiếm là gì. Họ có lá bài tám ly ngược. Bản thân của người này họ hiểu rất rõ cái thời gian hai người quen nhau là những gì rất là tốt đẹp đã đi vào quá khứ rồi. Họ sẽ chọn đi một con đường mới và họ quyết định bỏ lại sau lưng những cái khoảnh khắc đẹp của cả hai giữa bạn và họ. Và chính bản thân họ đã thấy ra bạn không phải là cái thứ mà hợp cho họ. Một cái sự thất vọng, một cái gì đó khiến họ quyết định rút lui và từ bỏ. Họ đã quay lưng lại với những cảm xúc xưa cũ của mình đối với bạn. Và cái điều họ ra đi tìm một cái gì đó, một tình yêu mà họ tìm kiếm cho riêng mình. Và điều mà họ không biết rằng chính họ đã quay lưng với những thứ mà đã từng mang lại hạnh phúc cho họ.
Mặc dù không có chiếc cốc nào bị đổ hết trơn các bạn, bởi vì tình cảm của bạn vẫn đông đầy lắm. Mà họ cứ nghĩ vậy không à, cho họ bỏ đi, mặc dù tình cảm hai bạn đang rất là tốt. Có thể là bạn đã thể hiện tình yêu của bạn quá nhiều, do đó họ cảm thấy là bạn yêu họ không có đi chân nữa, bạn vẫn chờ đợi họ. Đây là cái điều sai lầm trong tình yêu, khi bạn không biết yêu thương bản thân của mình. Họ xem mình cái vật hiển nhiên, mà cái gì hiển nhiên là dễ bị thờ ơ lắm các bạn. Nhưng mà cái năng lượng của họ đang mang á, thật sự chưa có sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Bởi vì họ đang cảm thấy mệt mỏi và đang tìm cách chữa lành với cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Họ đang né tránh đến gì liên quan cảm xúc. Đây là không có thời điểm thích hợp để cho họ tiến với người thứ ba. Và giai đoạn của mối quan hệ giữa bạn và họ đang gặp lại căng thẳng rất là nhiều. Họ lại chọn cái chữ cách im lặng. Nhưng mà cái im lặng này không phải là cách giải quyết. Nếu họ biết cách quan tâm, chăm sóc và chia sẻ đối phương nhiều hơn. Nhiều khi các bạn hãy thử nói chuyện với họ hay nhắn tin. Quan tâm, chăm sóc, đừng nhắc gì cái chuyện quan lại hết á. Đừng nhắc chuyện tình cảm. Mình cứ xem như hai người bạn đi. Mình tâm sự giải bài. Bởi vì tình cảm được xây dựng từ sự giao tiếp của cả hai, chứ không phải là sự im lặng. Bạn im lặng, họ im lặng thì chắc chắn cái mối tình này sẽ vượt qua tầm tay của cả hai bạn mà thôi. Và lá bài cũng thể hiện là cái việc họ rời đi bỏ mối quan hệ với bạn. Đây là cái điều mà họ suy nghĩ không có kỹ. Chắc chắn họ sẽ hối hận về quyết định của chính mình. Và lá bài số 3 sẽ là lá bài đại diện cho họ coi trọng điều gì và giá trị họ muốn nhận được là gì trong cuộc sống tình cảm của cả hai. Hay lá bài The Hermit đại diện cho điều này. Và năng lượng của lá bài này biểu trưng cho sự rút lui ra khỏi những mối quan hệ, những cái quan tâm thế giới bên ngoài. Đó là sự rút lui khỏi cảm xúc bởi những người khác, trong đó có bạn. Bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn họ muốn phát triển bản thân và biểu thị cho sự trưởng thành của họ. Bởi vì trong chúng ta sẽ có lúc tự nhiên mình bị trầm lắng lại, và họ cũng vậy. Họ muốn trầm lắng, khiêm nhường, họ muốn sống ẩn dật, bởi vì họ muốn quan sát và học hỏi từ thế giới xung quanh. Năng lượng của người này rất là trẻ tuổi, do đó họ muốn hiểu là họ cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Do đó họ muốn tìm một cái gì đó sáng suốt hơn, sắc sảo hơn để dẫn đường cho họ bước tiếp vào trong tương lai. Và lời khuyên của lá bài là hy vọng họ sẽ giữ được tập trung, sự ổn định trong tinh thần, tránh bị dao động. Bởi vì đạt được một con đường mình mơ ước thành đạt thật sự là không dễ dàng. Do đó nếu như họ có cái mục tiêu và họ theo đuổi cái mục tiêu đó, tập trung cái nguồn lực của mình, kiên trì theo đuổi và không nản chí, thì có một số khó khăn xảy ra sẽ không làm họ ngục ngã. Bởi vì bạn phải cần đặt mục tiêu, hy vọng là họ có mục tiêu trong cuộc sống để không có bị tổn thương, khó khăn làm ngã quỵ họ. Vì trong cái mối quan hệ của bạn và họ trước kia có bị phức tạp quá, có thể là do bạn làm mình làm mẩy hay bạn làm khó họ quá, do đó họ chỉ muốn sống cuộc đời độc thân, tránh sự phức tạp của tình yêu. Cái thời điểm này họ thích sự tự do các bạn. Đối với họ tình yêu không có quá quan trọng trong thời điểm này. Và nếu họ có yêu bạn hay yêu người thứ ba chăng nữa thì họ cũng xong không thừa nhận luôn. Bởi vì đây là một cái tâm thế rất là cao ngạo, chính là cái trở ngại lớn nhất của họ. Tại thời điểm này, một sự bế tắc đang diễn ra trong nội tâm của chính người này. Một sự tạm ngừng chia sẻ tất cả các mối quan hệ xung quanh luôn. Cái này các bạn hãy có câu á, đúng người mà sai thời điểm mà đúng á. Bởi vì cái thời điểm này là họ cần cái không gian riêng. Do đó họ quá là vô tâm thờ ơ lạnh nhạt với bạn, khiến cho bạn tổn thương. Mà khi bạn tổn thương thấy họ kỳ cục vậy, bạn hay làm hỏi những câu hỏi, hay làm bạn áp đặt hay cảm xúc của bạn dâng trào, bạn nổi nóng, bạn hỏi hoài, họ mệt mỏi quá, họ bỏ đi thôi các bạn, đơn giản là vậy thôi. Nếu như trước kia bạn biết đem cho họ sự thoải mái nè, có sự vui vẻ, bạn làm cho họ là cái nơi mà họ muốn ở gần bạn, họ muốn gần bạn nhiều nhất. Bởi vì khi mà mình đem cái tâm lý thoải mái thì họ muốn ở gần hơn, họ chia sẻ bạn nhiều hơn, từ đó bạn sẽ thấu hiểu được họ rất là nhiều. Dù sao chuyện đã qua rồi thì bây giờ các bạn hãy xem như hai người bạn đi, hãy quan tâm một cách rất là dễ chịu, hãy hỏi những câu hỏi mở để họ có thể mở lòng mình nhiều hơn. Bởi vì cái người này không thích sự ràng buộc, không thích sự cảm xúc mà nổi nóng bất ngờ. Họ thích cái gì im dịu, bởi vì họ không muốn bị cảm xúc bởi mối quan hệ làm dày dò hay làm gây khó khăn thêm cho cuộc sống của chính người này. Và lá bài thứ tư chính là lá bài đại diện cho sự lựa chọn. Đầu tiên, cái sự lựa chọn đầu tiên chính là bạn, bởi vì bạn là quá khứ. Thì lá bài The Empress này chính là lựa chọn của họ nghĩ về bạn là như thế nào. Thật sự một trải bài nó ra những lá bài nó phù hợp nhau kinh khủng khiếp luôn các bạn. Bạn có biết cái gì không? Chính là cái sự hoàn hảo của bạn là cái áp lực rất lớn đối với đối phương.
đối với những cái đối tượng mà chưa đủ chín chắn và chưa hiểu được giá trị á, thì họ sẽ không nhìn ra sự tuyệt vời ở bạn đâu. Bởi vì bạn mang một cái năng lượng rất là chiều chuộng người khác, bạn chăm lo cho cái người này rất là nhiều. Nhưng mà cái điều này chính là cái điều đẩy bạn ra xa đó. Cho đó bạn phải chú ý tới bản thân mình nhiều hơn, hãy chiều chuộng mình nhiều hơn để mình giữ được sự chú ý của đối phương lâu dài. Khi bạn biết yêu thương bản thân mình thì cái năng lượng của mình nó tăng cao, mình chẳng trẻ xíu thì khiến người khác hun hút hơn. Bởi vì bạn mang một hình ảnh của người mẹ, bạn rất là một người rất lý tưởng trong gia đình, nhưng bạn không mang cái hình ảnh của người tình yêu, chính là cái người mà người ta muốn ở gần. Những cái con mèo nho nhỏ nhõng nhẽo này kia, bạn không có cái năng lượng đó. Do đó bạn học cái kỹ năng làm người tình là như thế nào đi các bạn. Bởi vì người vợ khác, người tình nó khác. Khi bạn biết xây dựng cái hình ảnh một người tình thì sẽ hun hút họ rất nhiều. Bởi vì cái người này năng lượng họ rất là trẻ, mà trong khi bạn đưa cho họ năng lượng gia đình thì làm sao họ ở lại với bạn được. Và lá bài cuối cùng đó chính là lựa chọn thứ hai, thì họ lựa chọn cái gì cho chính họ. Và họ lựa chọn không phải là người thứ ba, mà chính cái họ lựa chọn là cái thành công của cuộc sống, là tượng trưng cho sự vinh quang và thành tựu từ chính nỗ lực bản thân của họ. Họ muốn được mọi người là xác nhận cái tài năng của mình. Họ muốn mọi người tán thành cái điều đó. Bởi vì ở bên cạnh bạn, bạn ác vía người ta quá, bạn giỏi quá, vì đó cái hào quang người ta bị lu mờ đi. Chính bạn là cái nguyên nhân làm cho họ rời đi. Bạn bớt là cái hành quả của mình, bạn bớt hoàn hảo đi bạn. Hãy bớt khiêm nhường chút xíu để cho cái người đàn ông của bạn họ phát sáng lên. Người tình của bạn họ còn tỏ sáng nữa. Bạn tỏ sáng quá, bạn lu mờ người ta luôn rồi. Thì những cái người này họ sẵn sàng ra đi. Bởi vì khi mà ở bên một cạnh mà họ không tạo được giá trị, họ cảm thấy mình vô dụng, thì không có ai ở muốn bên cạnh mình đâu các bạn ơi. Bởi vì họ mang năng lượng của hiệp sĩ, một hiệp sĩ rất là trẻ, rất là háo thắng, rất là muốn thành công. Mà trong khi ở bên cạnh bạn thành công quá, trong những gì họ làm, họ cảm thấy họ không được ghi nhận. Cái điều này khiến họ rất là buồn luôn các bạn. Cho đó nếu như bạn biết vận động, biết khuyến khích, cũng như là biết thụt lùi chút xíu á, để cho họ cảm thấy là họ được thành công á, thì mọi chuyện là khác rồi. Tất cả những gì xảy ra trong trải bài này, đó chính là cái sự non nớt, thiếu trưởng thành của người này. Họ thiếu những cái phẩm chất cần thiết để có thể kiên nhẫn hơn trong cái thời điểm khó khăn của tình cảm giữa hai bạn. Họ thấy được rằng cái tham vọng cũng như mục tiêu và ước mơ của cả hai không có giống nhau. Đây chính là cái gốc rễ của vấn đề khiến cho hai bạn dẫn đến hai bạn chia tay nhau. Bây giờ bạn hãy bớt mình lại chút xíu, bớt hoàn hảo và khiêm tốn chút xíu và đợi cho họ trưởng thành đi. Thì mai ra mối quan hệ này sẽ có thể tiến triển được. Họ không có người thứ ba nha các bạn. Người thứ ba của họ chính là sự nghiệp. Cho họ đó chính là cái sự trì hoãn. Bởi vì cái sự trì hoãn chính là cái điều rất là ngu ngốc trong cái thế giới này. Bởi vì bạn đừng có bao giờ đợi cái chuyện ngày mai bạn phải làm hết. Tại sao bạn không làm bây giờ? Bạn phải chắc chắn là ngày mai mình có thông minh hơn bây giờ hay không? Bản thân mình có càng đạt sức sống như bây giờ hay không? Do đó hãy quyết định làm cái gì đó. Hãy quyết tâm làm liền ngay tức khắc là điều cần thiết nhất đối với bạn và họ luôn. Nếu như bạn muốn kết nối năng lượng với người này thì bạn hãy nhắn tin họ liền luôn. Đừng có thiếu kiên định, đừng có e sợ. Đây không phải là lúc mà mình chần chừ các bạn. Lá bài khuyên là các bạn hãy nên, đừng bao giờ trì hoãn. Hãy dọn tâm trí của bản thân, nhất định là không được trì hoãn. Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay. Nhớ cho mình, hãy giữ thái độ bình lặng, một cái thái độ đem sự thoải mái cho họ. Nói chuyện, những câu hỏi rất là mọn, đừng đề cập tới tình yêu. Hãy như một người bạn thôi. Đừng có đề cập, đừng có trách móc, đừng có than phiền, đừng có quán trách, làm ơn dẹp bỏ cái này giùm mình. Đến với nhau chỉ là vui vẻ, thoải mái, yên đẹp, bình yên. Làm sao bạn chính là cái người họ ở gần, muốn ở gần với bạn là điều quan trọng nhất, chứ không phải là cái người bạn cứ chì chiết hậu bài, ai mà dám ở gần bạn nữa. Đây là cái điều mà trải bài muốn gửi đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niệm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh.
mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.